Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình là Lại Nguyễn. Thì gần đây mình nhận được một số câu hỏi là những bạn dùng Bandicam 4.0.1 không ghi được âm thanh thì cái vấn đề nó nằm ở đâu và tại sao các bạn không ghi được, thì video này sẽ trả lời cũng như là giúp bạn ghi được cái âm thanh trong phần mềm Bandicam. Thì đây là cái phiên bản Bandicam 4.0.1, bạn có thể tải nó tại trang chủ hoặc là vào website phần mềm của tôi.com để tải về. Và khi mà các bạn ghi âm thanh thì chúng ta nên chọn cái Add Microphone này. Khi các bạn chọn vào cái mục Add Microphone thì nó sẽ ra một cái bảng thiết lập. Tại đây nè, khi mà các bạn cắm cái micro vào, micro thì nó có hai loại micro đuôi USB và một cái micro cái đuôi tròn. Thì khi mà các bạn cắm vào thì phần cứng máy tính nó sẽ nhận diện, và trong đây thì các bạn sẽ tùy chỉnh được đúng tên cái microphone mà các bạn vừa cắm vào. Ở đây chúng ta thấy thiết bị ghi âm chính thì các bạn nên chọn đó là microphone và hoặc là cái tên micro mà các bạn mua về á, thì phần cứng nó sẽ hiển thị, thì các bạn chọn đúng cái micro đó là cái thứ nhất. Thiết bị ghi âm thanh phụ thì các bạn có thể không, hoặc là các bạn vẫn để y như cái tên, y như cái bên trên, để cho hai cái luôn cho nó chắc. nhiều khi các bạn chọn ghi âm chính nhưng mà vẫn không ghi được thì chúng ta có thể ghi âm thanh phụ. Và khi mà các bạn ghi xong á, thì nó sẽ hòa trộn hai cái âm thanh này làm một, thì cái chất lượng tiếng nói nó sẽ tốt hơn. Nếu mà các bạn muốn hòa trộn thì các bạn cho cái dấu tích vào đây, sau đó bấm vào đồng ý. Thì lúc này khi mà các bạn bấm vào REST, 1, 2, 3, 4, đường âm thanh của các bạn đang lên xuống thì chứng tỏ các bạn đang ghi âm thanh. Còn nếu mà nó không có cái thanh màu xanh xanh này nè, đang lên xuống nè, 1, 2, 1, 2, thì lúc đó cái micro của bạn có vấn đề rồi. Thì nếu mà bạn bấm ghi thì bạn sẽ không ghi được âm thanh gì cả. Các bạn nhớ để ý điều này nha. Khi mà các bạn nói chuyện thì sẽ có một cái thanh nó chạy lên chạy xuống này, và đây là biểu diễn của đường âm thanh trong cái video của bạn. Nếu mà bạn muốn cái Bandicam của bạn nó thu gọn lại thì các bạn có thể bấm chuột trái hai lần vào cái thanh này thì nó sẽ thu lại còn như đây thôi, nó rất là gọn. Hoặc là các bạn có thể bấm cái mũi tên này thì nó sẽ thu gọn lại. Và mình khuyên các bạn là nên cho nó chui xuống cái thanh này đi, cho nó ẩn đi, thì lúc này các bạn dễ hơn trong việc các bạn làm một cái video hướng dẫn gì đó trên máy tính. Rồi sau khi các bạn ghi xong rồi thì chúng ta dừng. Và để tìm cái video mà các bạn vừa ghi thì chúng ta bấm vào cái thư mục này nè, thì nó sẽ hiển thị lên đây. Chúng ta open thử để xem rằng là cái đường tiếng nó có hay không. 1, 2, 3, 4. Như vậy là video của mình có ghi âm thanh micro ha. Mọi thứ vẫn tốt, trôi chảy, không vấn đề. Thì nếu bạn không có âm thanh thì bạn có thể làm những bước mà mình đã chia sẻ lúc nãy. Và một điều lưu ý nhỏ đối với những bạn hướng dẫn phần mềm tutorial á, thì các bạn nên tùy chỉnh một chút về vấn đề bên video ha. Các bạn chuyển xuống tab video và cho mình hai cái dấu tích. Thứ nhất đó là hiển thị con trỏ chuột và thêm hiệu ứng nhấp chuột. Tại vì khi mà bạn làm video hướng dẫn thì cái quan trọng nhất là con trỏ chuột của bạn nằm ở vị trí nào trên cái màn hình, để người xem họ biết rằng là à, chỗ đó thì chúng ta nên bấm cái lệnh đó. Thì nếu mà họ không thấy con trỏ chuột thì làm sao mà họ có thể hiểu và làm theo được. Thì các bạn nên hiển thị con trỏ chuột. Mặc định thì nó không có đâu. Khi các bạn cài phiên bản mới á, thì nó không có hai cái dấu tích này và chúng ta bắt buộc phải thêm vào thôi. Cái hiệu ứng con trỏ chuột á, khi bạn nhấp chuột trái thì nó sẽ ra một cái vòng màu vàng, và nhấp chuột phải nó sẽ ra cái vòng màu đỏ. Rồi đó là những vấn đề mà mình lưu ý các bạn khi mà làm những video về hướng dẫn phần mềm. Và nhớ là đừng có hướng dẫn rush trên YouTube. Mình thấy nhiều bạn hướng dẫn rush, đặc biệt là hướng dẫn về phần mềm Camtasia chính này nè. Thì các bạn hướng dẫn rush thì một ngày nào đó các bạn sẽ nhận được cảnh báo bản quyền, và đó là điều chắc chắn, mình đã trải nghiệm và kiểm thử rồi.
Ngày xưa thì mình cũng hướng dẫn rất dữ lắm, nhưng mà gần đây thì mình nhận thấy rằng là YouTube đang đánh mạnh về vấn đề bản quyền phần mềm. Thì sớm muộn bạn sẽ nhận được cảnh báo bản quyền từ Dismiss thôi, tại vì Dismiss cũng khá là mạnh tay trong vấn đề hướng dẫn những cái phần mềm bẻ khóa về Camtasia chính. Rồi, đó là những vấn đề mình muốn lưu ý các bạn. Để xem còn gì lưu ý nữa để mình nói luôn ha. Về cái vấn đề độ phân giải này á, thì các bạn cứ quay full screen đi. Chọn đây nè, quay toàn màn hình đi. Rồi vào Camtasia 9 các bạn dừng lại, rồi các bạn chỉnh độ phân giải trong Camtasia 9, rồi sau đó các bạn render ra, thì đảm bảo các bạn vẫn là 1080p. Thay vì các bạn ngồi các bạn chỉnh đánh thông số độ phân giải trong Bandicam này mệt lắm, cứ quay full screen không vấn đề nha. Rồi, nếu quay webcam thì bấm vào đây để thêm webcam. Rồi, về vấn đề hôm nay là mình chia sẻ với các bạn, trong trường hợp các bạn không ghi được âm thanh micro, không ghi được tiếng nói thì các bạn có thể vào đây để các bạn có thể tinh chỉnh lại. Bên cạnh đó là chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm khi mà làm những cái video về hướng dẫn phần mềm, là nên có hai cái dấu tích ở hai cái lệnh này. À quên nữa, một vấn đề cũng khá là quan trọng, các bạn vào cái phần thiết lập trong một video nha. Các bạn bấm vào thiết lập. Đâu rồi? Không có trong đây. Thì các bạn vào cái định dạng nha, định dạng. Thì ở dưới đây chúng ta thấy cái mục thiết lập. Các bạn mặc định thì nó sẽ để là AV. Mình khuyên các bạn là không nên dùng AV. Chúng ta chuyển về MP4 để nó tối ưu hơn trong quá trình chúng ta dựng video trên những cái chương trình dựng phim. Tại vì cái file AV này nó rất là nặng, đó là cái file thô, dung lượng file của nó rất là cao. Chúng ta nên chuyển về MP4 để tiết kiệm cái dung lượng ổ cứng và dễ dàng hơn trong việc chỉnh sửa hậu kỳ ở những cái phần mềm dựng video khác. AV này cũng khá là khó chịu nè. Thực chất là những video quay màn hình này chúng ta không cần phải AV đâu, chuyển về MP4 nha. Cái frame rate này cũng khá là quan trọng. Nếu mà bạn quay game thì 60 frame và 120 frame là lựa chọn tốt. Còn nếu chỉ quay về cái màn hình thôi thì 30 frame. Rồi, đó là những vấn đề mình muốn nhắc nhở và lưu ý các bạn trong trường hợp các bạn sử dụng cái chương trình Bandicam này để quay video. Và nếu bạn thấy video này có ích thì có thể nhấp vào nút đăng ký trên kênh YouTube để thường xuyên cập nhật những cái video mới và những cái phần mềm hay. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn.